dàn mini model là Kenwood XH3. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn hỗ trợ ngọt ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nãy giờ mình nghe một đoạn nhạc test không lời qua chức năng điện thoại. Đây ngọt ao ít, hai đầu Avera 3.5, dùng kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi, điện thoại, máy vi tính, TV, laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Hỗ trợ ngọt súp để kết nối súp điện rơi, tăng thêm dây âm trầm FM tần số là 90 MHz, công suất âm ly là 55W, công suất lo là 60W trên cặp lo. Đây là góc cạnh mặt sau của lo nha. Dàn này là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với em. Dàn này sử dụng đốt cho phòng từ 15 cho tới 25m². Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 300.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ và các anh thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em, hoặc mình có thể chuyển khoản đủ đều được. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho em 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết của bộ vàng này qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua bộ vàng. Bây giờ mình cùng nghe một đoạn nhạc test qua chức năng đĩa CD rồi em kết thúc clip này. Đây là số điện thoại và Zalo bên cửa hàng em nha. Chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả bộ vàng là 45cm. Sông con thuyền xuôi mây, nhịp cầu băng qua men núi. Trên dàn này mình có thể chỉnh được chế độ lót nét núi để nghe nhạc vàng. Nhà chế độ tăng bass để cảm ghép đôi mây trắng cạn bao sâu bao mặn. Bây giờ em sẽ chọn về chế độ lót nét để mình nghe nhạc vàng nha. Đào tơ thơm ngát ngát hương chính ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thăm hoa bốn. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Chung đêm vui dường bao.